Xin chào các bạn, và mình là NKTV. Thì ở clip này, NKTV sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể mod âm thanh xe thực tế vào trong game GTA 5. Và cái âm thanh hôm nay NKTV lựa chọn giới thiệu các bạn đây là vehicle sân park, nhưng mà sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn là mod một con xe thôi, là con Pagani Huayra. Thì con xe này thì thường thường các cái sân xe các bạn nhé, người ta sẽ để cái modem xe cho các bạn. Và trước khi các bạn mod sân xe, âm thanh xe thì các bạn phải có con xe để vào trong game đã. Nhưng mà không nhất thiết là con xe này. Các bạn có thể lấy một con Pagani hay ra khác cũng được, không sao. Nhưng mà cái đấy tùy ở các bạn thôi. Rồi, vì sao tôi lại bảo là tùy thì tí nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn sâu hơn lúc mà chúng ta vào mod. Ok, thì hôm nay chúng tôi sẽ mod âm thanh xe của xe Pagani hay ra các bạn nhé. Và cái phần cài đặt xe, add on xe thì tôi sẽ không làm lại nữa. Và tôi đã add on sẵn cho chúng ta vào đây một con xe rồi, là con Pagani Huayra đời 2018 hoặc đời 2014. Mà tôi sẽ lấy âm thanh xe này. Ok, để chờ các bạn. Thì tôi sẽ mở cái file xe chúng ta lên đây để đi sau thứ đi sẽ bắt. Đây là con xe Pagani Huayra mà tôi đã mod vào trong game trước các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là trước khi các bạn mod âm thanh xe, các bạn phải đã có mod xe vào rồi. À, đây là con xe Pagani Huayra mà tôi đã mod vào trước. Được chưa? Rồi, tôi sẽ tắt nó đi. Rồi bây giờ tôi sẽ để tiết kiệm thời gian thì tôi đã tải về sẵn cái này cho chúng ta ở đây luôn rồi. Nó 45 KB thôi, nhưng mà tôi cũng sẽ tải về sẵn rồi. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành mod âm thanh xe các bạn nhá. Các bạn lưu ý là trước khi mod âm thanh xe thì các bạn đã phải có cái xe, đã phải mod add on xe vào trong game rồi. Và cách add on xe như nào thì các bạn có thể tìm kiếm ở trong phần tài liệu hướng dẫn mod GTA 5 ở trong phần mô tả của clip các bạn nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mở cái file xe của chúng ta lên để chúng ta xem là cấu trúc file xe như nào. Car đúng không? Ta sẽ tìm con Pagani ra. Ở đây là chúng ta sẽ phải replace tên xe thành Wagner.awc. Đây là một con xe trong game các bạn nhé, con xe mặc định. Tôi sẽ xem nào. Đó là con xe này. Rồi, ok. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở Open 4 lên. Được chưa? Sau đấy chúng ta sẽ mở đến cái DLC. DLC chứa cái xe ở đâu? Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ copy cái name này nhé. Cái name này. Và bấm phím tổ phím Ctrl F3 ở trong bật Edit Mode này. Bấm tổ phím Ctrl F3 và sẽ đánh giá vào đây để chúng ta tìm kiếm vị trí của con xe này các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là các bạn mà dùng game GTA 5 cũ ấy mà nó không có con xe này thì các bạn có thể lựa chọn một cái name khác để chúng ta thay thế, hoàn toàn có thể lựa chọn một cái tên khác để chúng ta thay thế một con xe khác mà chúng ta đã có sẵn ở trong game các bạn nhé, mà có file AWC. File AWC là file âm thanh của xe. Ok, ở đây chúng ta có ở phần MP Gunrunning DLC thì tôi sẽ kích đúc vào đây. Dạ. Rồi, chúng ta có phần MP Gunrunning DLC ở đây. Thì bạn nào mà chưa có cái thư mục DLC này ở trong thư mục mod ấy, thì nó sẽ hiện ở trên này một cái bảng to tướng là Copy to Mod Folder màu đỏ các bạn nhé. Thì các bạn bấm vào đấy. Còn ở đây của tôi đã có ở trong thư mục mod rồi thì nó không hiện nữa. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành replay thay thế cái file này ở ngoài này và bên này. Thì chúng ta được một cái file xe và gần đi ra ở trong game. Hay được chưa các bạn? Chúng ta đã có cái file âm thanh xe ở trong game. Thì việc tiếp theo chúng ta sẽ phải chỉnh sửa cái file vehicle.meta của xe Pagani Huayra để nó nhận cái tên là Wagner này. Thì để chỉnh sửa cái file xe thì các bạn phải tìm đến cái DLC của nó. Ở đây DLC của tôi là thằng Pagani Huayra đúng không ạ? Thằng Huayra lúc nãy tôi chỉ các bạn đấy, thằng Huayra. Đây. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào đấy, chúng ta sẽ vào phần DLC này. Data. Được chưa? Chúng ta sẽ tìm cái file có tên là vehicle.meta ở trong cái DLC. Thì tùy là mỗi cái DLC các bạn nhé. Ở đây là con mèo này. Thì nó sẽ nằm ở vị trí khác nhau. Dạ, nó không nhất thiết là nó sẽ nằm cùng một vị trí, có thể nó sẽ phải vào đây. Tôi sẽ bấm vào cái file modding của tôi.
Thì ở đây cái vehicle meta nó sẽ nằm ở phần common data này, level GT5. Đấy, các bạn miễn sao các bạn tìm được cái tên là vehicle.meta của cái xe của chúng ta là được. Thì ở đây tôi sẽ quay trở lại cái playground của chúng ta các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là các bạn sẽ chọn vào kích chuột phải để bấm chọn edit thì chúng ta mới có thể chỉnh sửa được ở trong cái file của chúng ta. Và trước đó thì chúng ta đã phải bật chế độ edit mode rồi. Đấy, tôi nhắc lại một lần nữa để cho bạn nhớ. Rồi, thì chúng ta sẽ mở lên. Đây, đây là file. Tôi sẽ kéo cho nó dài lên. Dạ, rồi, ta sẽ kéo sang bên cùng. Đây là cái cấu trúc file của file của meta. Thì chúng ta sẽ phải chỉnh sửa đâu? Chúng ta sẽ phải chỉnh sửa cái dòng có dòng là audio name head ở đây. Dạ. Hiện tại con xe của chúng ta đang lấy cái audio của con xe Oryx là một con xe nó cực kỳ giống với là con xe Pagani ở ngoài đời luôn của trong game GTA 5. Con này cực giống luôn đấy các bạn thấy không? Con Oryx. Ok, ví dụ như các bạn vào tìm kiếm nhé. Mà các bạn không tìm được con xe Varus của chúng ta đúng không ạ? Tôi sẽ tắt cái bảng này đi tạm thời. Không tìm được con xe Wagner này. Thì các bạn có thể tìm con xe là Oryx chẳng hạn vậy, xem nó có không. Tôi sẽ dán lại này. Tôi tìm kiếm để xem nó có không. Không có bạn nhé. Con Oryx này không có cái file AWC. Nó là một cái tên khác. Okay, ví dụ các bạn có thể tìm các con xe cũ hơn đấy, như Turismo, hoặc là các bạn có thể vào sang ở đây, tôi sẽ để cái trang xe on vehicle đây nhỉ, đây vehicle in GTA 5. Đấy thì các bạn sẽ chọn những con xe nào mà trong tùy theo phiên bản game GTA 5 của bạn, bản quyền thì không nói rồi, các bạn dùng bản correct đấy. Thì các bạn tìm, ví dụ là con xe này nó sẽ là xe super đúng không? Chúng ta sẽ tìm xe super. Và chúng ta sẽ tìm những con xe cũ hơn để có thể thay thế các bạn nhé. Ví dụ ở đây chúng ta có những con xe cũ hơn, chúng ta có thể lựa chọn một trong những con xe này để thay thế. Ví dụ ở đây tôi chọn con Vaca chẳng hạn. Đây hình của con xe Vaca đây, ta có thể xem là nó model của nó là gì ở phần này đúng không ạ. Vaca thì chúng ta sẽ lấy cái phần Vaca này, chúng ta gõ thêm AWC đấy, ví dụ tìm kiếm thì các bạn sẽ ra một cái. Con này cũng không có. Con này cũng không có luôn. Chúng ta phải tìm được con xe nào nó có các bạn nhé. Cái này tùy cũng tùy thôi cái, bởi vì là các bạn nào mà dùng cái game cũ lắm ấy, game của thời thời tống ấy thì nó mới ít xe, chứ còn hầu như đa số là chúng ta sẽ có cái âm thanh xe để chúng ta thay đổi rồi. Đó là tôi chỉ với bạn một cách là các bạn có thể chỉ chọn chấm AWC thôi các bạn nhé. Đấy, rồi chúng ta search nó sẽ ra rất là nhiều đây, một đống. Các bạn lựa chọn xem các bạn sẽ thay thế cái file nào của cái xe của chúng ta, rất nhiều luôn. Đấy, thì các bạn lựa chọn nhé. Trước khi các bạn check thì các bạn kiểm tra, ví dụ là con bảo AP này, APA Baylor chẳng hạn vậy. Đây, Koch 55 này. Đấy, rất là nhiều con. Satcher 3 này. Các bạn kiểm tra xem là con xe này con xe gì đó các bạn nhé. Nếu mà nó là ở phần các bạn thấy ok hợp lý thì các bạn thay. Còn hầu như đa số thì các bạn dùng game mới thì các bạn có thể sử dụng luôn cái tên AWC mà người làm ra mod, cái mà người làm ra tiếng xe người ta để cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào phần audio name head và chúng ta sẽ sửa lại cái tên là tên Wagner là xong. Bỏ cái đuôi AWC đi đây. Ok. Rồi tôi sẽ sửa lại thành Wagner. Được chưa? Wagner. Sau bấm save là chúng ta đã chỉnh sửa xong rồi. Rồi ok, đến bây giờ đến có thể là các bạn sẽ có phần sân add-on các bạn nhé. Phần sân add-on ví dụ ở đây là tôi có phần sân add-on là phần đây. Không phải, không phải, xin lỗi các bạn, đây là xe rồi. Tôi sẽ tìm con xe Nix, có phần sân add-on con xe Nissan đây. Con Nissan GTR này nó sẽ có phần sân add-on các bạn nhé, tôi sẽ tải về để nói qua cho các bạn. Ok. Thì ở con sân add-on này nó sẽ là một cái DLC và các bạn add vào như kiểu add thêm xe thôi, thêm một cái DLC vào đây thôi, như kiểu xe add-on đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ vào vào đây xem là cái tên sân của nó là gì và các bạn thay thế vào phần audio name head. Đây ví dụ ở đây tên xe của nó sẽ là
R352 sun.awc đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thay thế ở trong cái file ở đây, ví dụ là ở đây tôi có con xe Nissan GT-R, cái này thì tôi đã mod rồi. Xe Nissan GT-R đúng đây, đây là DLC sun rồi. Con xe Nissan GT-R của tôi tên là gì nhỉ? À đây, Nismo. Đây thì tôi đã chỉnh sửa lại cái file xe vehicle.meta của chúng ta các bạn nhé. Đây thì tôi đã sửa lại thành là đây R5352 sân. Đấy. Thì là nếu như các bạn tải về mà gặp sân add on thì các bạn cũng làm tương tự, có nghĩa là các bạn sẽ thêm cái sân này vào trong game bằng DLC, như kiểu là các bạn add on một con xe vào. Sau đấy thì các bạn chỉnh sửa thông số của vehicle meta là xong. Rồi bây giờ thì tôi đã hướng dẫn các bạn xong cách để chúng ta có thể thêm âm thanh xe thực tế vào trong game GTA 5 rồi. Bây giờ tôi sẽ vào game test thử chúng ta xem là cái âm thanh xe của chúng ta nghe nó như thế nào các bạn nhé. Được rồi các bạn, bây giờ tôi đã vào game rồi, bây giờ tôi sẽ spam con xe Pagani Huayra ra các bạn nhé. Để chúng ta xem là âm thanh xe mod vào thì nó sẽ như thế nào rồi. Bạn nghe chưa? Đây là âm thanh xe Pagani Huayra đã được tôi vừa mod thêm vào. Ta sẽ vào hầm xem nó. Các bạn nghe có thấy giống ngoài đời không ạ? Đây là con xe Bitmo mà nãy tôi nói qua với các bạn đấy. Con này thì âm to hơn các bạn nhé, các bạn nghe không ạ? Con này âm add-on nên là nó rất là to, nghe phê đúng không các bạn? Đấy thì nếu mà âm thanh kia các bạn thấy nhỏ quá thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm chỉnh sửa video hay là âm thanh gì đấy, các bạn có thể tăng âm lên cho nó được. Sau đấy các bạn lại bỏ vào. Ok, tôi sẽ kết thúc clip hướng dẫn mod GTA 5 âm thanh xe ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip tiếp theo trong series hướng dẫn mod GTA 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.